Đầu chương trình Telehealth buổi chiều ngày 8 tháng 9 năm 2020, mở đầu thì tôi như thường lệ tôi sẽ giới thiệu bác sĩ để báo cáo về một cái bệnh lý cũng rất là hiếm gặp, tuy nhiên là hiện nay đang được Bệnh viện Đại học Hà Nội chúng tôi đầu tư về con người và vật chất để làm sao cho chuyên ngành này phát triển. Đấy là chuyên chuyên ngành về tạo hình hàm mặt. Bác sĩ thạc sĩ Tạ Anh Tuấn, khoa răng hàm mặt Bệnh viện Đại học Hà Nội sẽ trình bày chúng ta trong vòng 15 phút về cái lĩnh vực này. Xin mời bác sĩ Tuấn ạ. Vâng, kính thưa các quý thầy cô, kính thưa các quý anh chị em đồng nghiệp, thì hôm nay tôi có cơ hội cùng trao đổi một cái đề tài, thực ra không phải là đề tài khoa học, một cái báo cáo khoa học về cái chuyên đề là phục hình hàm mặt, đặc biệt là những cái khuyết hổng ở vùng hàm mặt. Thì phục hình hàm mặt nói chung là một cái chuyên ngành tương đối là mới. Không những mới ở Việt Nam mà các nước ở trên khu vực và đồng thời là trên thế giới. Thì phục hình hàm mặt thì ở Việt Nam thì thực sự là chưa có ai triển khai, và đặc biệt là những bệnh nhân mà gặp những cái khuyết hổng không thể nào bù đắp được bằng sử dụng những cái phẫu thuật tạo hình thì phục hình hàm mặt lại có thể giải quyết được. Chính vì vậy bài chuyên đề hôm nay thì nói về cái phục hình khuyết hổng ở vùng hàm mặt, và đặc biệt là bằng bằng những cái vật liệu không phải là thực thể sống. Nói về định nghĩa thì phục hình hàm mặt là một nhánh của chuyên ngành phục hình trong răng hàm mặt, và có vai trò là phục hồi được cái chức năng và thẩm mỹ đối với từng trường hợp bệnh nhân. Phục hình hàm mặt thì được coi là một cái môn nghệ thuật cũng như là môn khoa học trong điều trị những cái vấn đề về chức năng thẩm mỹ và giải phẫu, và bằng những cái thực thể không phải là cái thực thể sống. Và phục hình hàm mặt thì có đóng vai trò là xử trí những cái khuyết hổng, đặc biệt là khuyết hổng ở xương hàm trên, xương hàm dưới, hoặc là những khuyết hổng ở ngoài mặt nguyên nhân gây bởi những cái tổn thương, có thể là sau chấn thương, có thể là sau cắt đoạn những cái tổn thương ung thư ở vùng hàm mặt, hoặc là những cái dị tật bẩm sinh hay những khuyết hổng mắc phải. Thì phục hình hàm mặt thì cần có sự phối hợp đa chuyên khoa, có thể là những cái bác sĩ phẫu thuật hàm mặt, bác sĩ phục hình, bác sĩ nắn chỉnh răng, bác sĩ tâm lý, những chuyên gia ngữ âm, bác sĩ về ung bướu và bác sĩ về phẫu thuật tạo hình. Bài hôm nay nói về có hai phần chính là phần tổng quan, và xin phép chia sẻ một số các trường hợp lâm sàng. Về phân loại của phục hình hàm mặt thì phục hình hàm mặt được chia ra làm hai phân loại chính là ngoài mặt và trong miệng. Về phục hình ngoài mặt thì có phục hình mũi, phục hình tai, phục hình ổ mắt, phục hình sọ. Đây là những cái phục hình mà chủ yếu là gì ạ? Là phục hình cho nhu cầu về mặt thẩm mỹ. Còn ở trong miệng thì có thể là những phục hình như là hàm bịt, phục hình hàm hỗ trợ ăn, phục hình hàm dưới, phục hình hỗ trợ phát âm, hay là phục hình nâng đỡ vào miệng. Trong đó cái phục hình trong miệng, trong miệng thì cái hàm bịt đóng vai trò rất là quan trọng, đặc biệt là những bệnh nhân sau cắt đoạn ung thư, có thể là bán phần xương hàm trên hoặc toàn bộ xương hàm trên, thì cái hàm bịt nó có giá trị trong điều trị về mặt chức năng, và có thể hỗ trợ bệnh nhân tái cấu trúc, phục hồi một phần khuyết hổng sau khi phẫu thuật. Trên đây là một hình ảnh đối với bệnh nhân mà khuyết hổng ở ngoài mặt, đặc biệt là bệnh nhân sau khi mà bị một cái bệnh lý về múc mắt hoặc là múc toàn thể tổ chức quanh mắt, thì để lại một khuyết hổng tương đối là lớn, và dường như những bệnh nhân như này thì rất khó có thể quay trở lại cuộc sống xã hội. Chính vì vậy là gì ạ? Phục hình hàm mặt thì là đem lại cho bệnh nhân một cái cơ hội mới, có thể là tái hòa nhập được với cộng đồng bằng những cái vật liệu mà không phải là thực thể sống. Đây là những cái vật liệu phục hình, và đương nhiên là gì ạ? Là với những phục hình đeo trên mặt bệnh nhân như vậy thì giúp cho bệnh nhân có thể trở về với cuộc sống gần như bình thường. Bên cạnh đó thì có những cái phục hình như là phục hình ở mũi, thì đặc biệt là gặp trong những trường hợp mà bệnh nhân bị ung thư hoặc là gì ạ, cắt bỏ những cái khối ung thư ở vùng mũi và để lại những khuyết hổng tương đối là lớn, và chính những khuyết hổng này thì làm cho bệnh nhân rất là tự ti. Chính vì vậy là có thể là cái tổn thương này có thể được che lấp bởi những cái phẫu thuật tạo hình sử dụng những vạt. Tuy nhiên là gì ạ, là đối với những trường hợp bệnh nhân như vậy
thì ưu tiên hơn là những cái phụ liệu phục hình hàm mặt, nó sẽ thẩm mỹ hơn, đẹp hơn, và đương quan trọng nhất nữa là gì ạ, là theo dõi được sự tái phát của ung thư ở bên dưới cái khối mà diện cắt. Bên cạnh đó thì phục hình tai, tai giả cũng là một trong những cái chuyên ngành mà phục hình hàm mặt có thể giúp đỡ cho bệnh nhân bằng việc sử dụng những cái cấu trúc kết nối implant cắm ở vùng xương trũng và kết nối hệ thống âm dương ở trong phục hình tai, và đem lại cho bệnh nhân một cơ hội mới, tiếp cận mới với một cái phục hình tai giả. Bên cạnh đó thì đấy là những phục hình ngoài mặt, còn phục hình trong miệng thì sao? Phục hình trong miệng thì có hỗ trợ cho những bệnh nhân, đặc biệt những bệnh nhân mà sau khi có thể là cắt đoạn hoặc là gì ạ, tạo nên những cái khối, tạo thêm những cái thông thương giữa cái vòng miệng và mũi. Và phàn nàn chính của bệnh nhân đó chính là gì ạ? Là thông thương thức ăn, nước uống có thể thông lên từ miệng lên mũi và rất khó trong trường hợp phát âm. Chính vì vậy là cái hàm bịt trong trường hợp này hỗ trợ cho bệnh nhân, nhất là gì ạ? Để giải quyết những cái vấn đề đó. Ngoài ra thì còn có những cái hàm đeo ở trong miệng là hàm nâng đỡ vòng miệng hoặc là hàm hỗ trợ phát âm. Về chỉ định đối với những bệnh nhân mà phục hình hàm mặt thì đặc biệt là những bệnh nhân sau can thiệp phẫu thuật, sau can thiệp những cái phẫu thuật lớn ở vùng hàm mặt mà gây nên những cái khuyết hổng rất là lớn, đặc biệt là những trường hợp mà cắt đoạn xương hàm trên gây ra khuyết hổng bán phần xương hàm trên, hoặc là những cái cắt đoạn hoặc là những cắt bỏ những cái cấu trúc ở bên ngoài mặt, ví dụ là mũi hoặc tai hoặc mắt. Đặc chỉ định nữa là những cái sau những chấn thương ở vùng hàm mặt, những cái chấn thương mà gây nên khuyết hổng ở mũi, ở tai hoặc ở mắt. Hoặc là bên cạnh đó là những cái bệnh lý về bẩm sinh hoặc là những cái tổn thương mắc phải bẩm sinh, ví dụ như là chúng ta gặp rất nhiều những bệnh nhân khe ở môi và miệng, hoặc là những bệnh nhân, hoặc là những trường hợp bệnh lý mắc phải như là dị tật tai nhỏ. Thì một bệnh lý rất liên quan đến hàm mặt nói chung đó là bệnh lý ung thư biểu mô tế bào đáy. Thì trong một cái nghiên cứu trên 945 trường hợp ở cả nam và nữ thì cái tỷ lệ gặp ung thư biểu mô tế bào đáy thì nó rất là cao, chiếm khoảng 1/3 trong số 945 trường hợp. Điều này nói lên là gì ạ? Là cái tỷ lệ mà chúng ta gặp ung thư tế bào máy ở vùng mặt rất lớn, và nếu không được điều trị kịp thời mà chúng ta phải bệnh nhân mà phải dẫn đến cái tình trạng là cắt đoạn hoặc là gì ạ, là cắt bỏ cái khối tổn thương để lại những khuyết hổng rất là lớn, và phục hình hàm mặt mới có thể giải quyết được trường hợp như vậy. Về chống chỉ định phục hình hàm mặt thì thực ra không phải là chống chỉ định tuyệt đối, là sức khỏe bệnh nhân không cho phép, hoặc là những cái tổn thương rất là lớn và phải yêu cầu che phủ bằng phương pháp phẫu thuật mà sử dụng là vạt che phủ. Và một cái chống chỉ định nữa là nguồn nuôi dưỡng tại chỗ là nghèo nàn. Vật liệu sử dụng trong phục hình hàm mặt thường có ba cái dạng vật liệu chính là nhựa acrylic, polyurethane hoặc là silicone. Thì đối với nhựa acrylic thì chủ yếu là sử dụng trong cái trong miệng, còn silicone thì sử dụng ở ngoài mặt. Và hiện nay thì silicone là một cái vật liệu được coi là vật liệu vàng trong cái phục hình hàm mặt để có thể tái cấu trúc được những cái khuyết hổng ở ngoài mặt của bệnh nhân. Việc quan trọng, rất quan trọng là trước khi mà bệnh nhân có thể phẫu thuật, đó là phải đánh giá trước phẫu thuật. Có hai vấn đề chính cần phải lưu ý, đó là cái vấn đề tâm lý của bệnh nhân. Tâm lý không chỉ của bệnh nhân mà của bác sĩ. Và vấn đề nữa là phải giải thích được cho bệnh nhân là giới hạn của những phục hình hàm mặt. Về tâm lý thì một khía cạnh về phía bác sĩ thì sao? Bác sĩ khi mà hướng dẫn thực hiện là cái phục hình hàm mặt cho bệnh nhân thì phải hướng dẫn được cách sử dụng và chăm sóc sau khi bệnh nhân mang phục hình, vì đây là những bệnh nhân mà phải theo bác sĩ rất là lâu dài, đặc biệt là trong quá trình khi mà đã đeo phục hình và sử dụng trong suốt quá trình còn lại của bệnh nhân. Có thể là phục hình có thể biến dạng đi, có thể phải chỉnh sửa, có thể phải làm một cái liệu phục hình khác cho bệnh nhân. Còn về phía bệnh nhân thì sao? Khi mà bệnh nhân có một cái tổn thương bệnh lý rất là nặng nề mà phải phẫu thuật hoặc cắt bỏ một tổ chức nào đó thì cần phải giải thích cho bệnh nhân biết là gì ạ? Là cái hàm phục hình hàm mặt có thể cải thiện được chức năng, có thể cải thiện được về mặt thẩm mỹ, và đặc biệt hơn nữa là sẽ cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và giúp cho bệnh nhân tái hòa nhập được với cuộc sống. Và giới hạn của phục hình hàm mặt là gì? Về thứ nhất là về thẩm mỹ thì phục hình hàm mặt thì rất khó đạt được thẩm mỹ trên các vùng mô di động. Bởi vì sao? Khi mà ở trên mặt chúng ta thì đa phần là những cái cơ thể hiện nét mặt rất là rõ. Chúng ta khi biểu cảm nét mặt thì có thể là cười, có vui, có thể là buồn. Tuy nhiên là cái phục hình hàm mặt là một cái vật liệu không phải là thể sống, cho nên là giới hạn của vật liệu phục hình là không thể hiện
không thể hiện được cái nét mặt của bệnh nhân. Và một giới hạn nữa là cái vật liệu mà sản xuất ra phục hình là gì? Đối với vật liệu ngoài mặt thì chủ yếu sử dụng là silicone, và cái silicone này cần được phải tem màu, sao cho tem màu nó chính xác nhất đối với những cái màu da của bệnh nhân. Có thể là gì ạ? Cái sau khi mà mang silicone khoảng tầm độ 2 cho đến 3 năm thì bệnh nhân có thể sẽ phải xử lý cái màu lại, hoặc là sẽ phải là làm một cái phục hình hàm mặt khác. Và một cái vấn đề nữa đó là sự lưu giữ. Thế lưu giữ ở phục hình hàm mặt thì hiện tại thì có 4 cái phương tiện lưu giữ. Trước đây thì người ta sử dụng vựa và vùng lẹm giải phẫu. Vùng lẹm giải phẫu là cái cấu trúc giải phẫu còn lại của bệnh nhân ở khuyết hổng, và dựa trên cấu trúc này thì người ta sẽ lưu giữ được cái phục hình. Ngoài ra thì có thể sử dụng kính. Kính ở đây thì thường là sử dụng lưu giữ đối với những cái cấu trúc phục hình ở vùng mắt. Ngày nay thì người ta sử dụng hai phương tiện lưu giữ chính là sự dán dính và implant. Sự dán dính thì mang lại một sự bất tiện cho bệnh nhân là bệnh nhân cứ phải tháo ra lắp vào hàng ngày và phải rửa đi. Do vậy là cũng khá bất tiện. Thì implant đã trở nên là một cái phương tiện lưu giữ thật sự là rất là tuyệt vời. Implant thì thường là sử dụng ở trong miệng. Nhưng mà đối với phục hình hàm mặt thì có thể là sử dụng ở ngoài mặt cho bệnh nhân, góp phần là lưu giữ đối với phục hình. Và phục hình hàm mặt thì cũng phải đáp ứng được những nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất là về hình dáng và sự hài hòa. Đối với vật liệu phục hình ở ngoài mặt thì mang lại cái tính năng về thẩm mỹ là chủ yếu. Và đương nhiên về hình dáng và sự hài hòa của phục hình nó phải tương ứng với những cái gì cấu trúc giải phẫu lân cận hoặc là những cấu trúc giải phẫu bên đối diện. Về bề mặt cấu trúc thì của phục hình thì cũng phải thể hiện được, ví dụ như là trên phục hình phải thể hiện được những cái nếp nhăn ở trên khuôn mặt. Ví dụ đối với phục hình mắt thì phải thể hiện được những cái nếp nhăn ở khóe mắt, hoặc là gì ạ, là những cái nốt ruồi hoặc là những cái chấm đồi mồi trên mặt. Một cái nguyên tắc nữa là phải biên giới của phục hình. Biên giới của phục hình phải thực sự là mỏng để sau khi mà bệnh nhân hoặc là người đối diện quan sát thì cái biên giới đó nó không cho, tức là không dễ bị phát hiện cái là cái phục hình giả. Và cuối cùng là cái màu sắc của phục hình. Màu sắc của phục hình thực sự là đây một vấn đề rất là nan giải. Cho đến ngày nay thì cái màu sắc của phục hình sau khi bệnh nhân đeo phục hình khoảng tầm độ 2 cho đến 3 năm thì thường bệnh nhân sẽ phải quay trở lại để mà xử lý lại cái màu sắc, hoặc là có thể sẽ làm một cái vật liệu phục hình khác cho bệnh nhân. Sau đây bác sĩ Tuấn xin phép trình bày một số cái ca bệnh lâm sàng. Đầu tiên là một trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư biểu mô tuyến nang ở xương hàm trên bên phải, và bệnh nhân đã có chỉ định là cắt bỏ toàn bộ cái xương hàm trên bên phải. Và đương nhiên là sau khi cắt bỏ cái xương hàm trên thì để lại một khuyết hổng rất là lớn, không những là khuyết hổng ở trong miệng mà toàn bộ cái răng hàm trên bên phải của bệnh nhân bị mất đi. Nếu như trước đây thì bệnh nhân sau khi cắt đoạn xương hàm trên thì được sử dụng cái vạt cân cương thái dương để xoay xuống che phủ cái tổn thương này. Thì ưu điểm của phương pháp này là gì? Là sau khi bệnh nhân phẫu thuật cắt đoạn xong thì sẽ có ngay một cái cân cơ để che phủ cái khuyết hổng, và bệnh nhân sẽ không không phải có, tức là trong miệng bệnh nhân sẽ không có cái tổn thương thông thường như vậy. Tuy nhiên nhược điểm chúng ta có thể thấy là gì ạ? Là khi mà làm cái vạt cân cơ thái dương xoay xuống thì bệnh nhân sẽ không thể nào đeo được cái phục hình răng, làm răng giả cho bệnh nhân. Cái thứ hai là đối với phục hình mà đối với cái phương án là sử dụng vạt cân cơ thái dương thì khi mà xoay xuống để che phủ thì cái quan trọng nhất đối với bệnh ung thư thì là phải đánh giá được cái sự tái phát của ung thư. Nếu mà chúng ta bịt kín tổn thương thì đương nhiên nếu trong trường hợp bệnh nhân có tái phát ung thư ở phía trên diện cắt thì chúng ta không thể nào mà kiểm soát được, mà bắt buộc chúng ta phải cho bệnh nhân đi chụp X-quang hoặc là chụp những phim cộng hưởng từ để đánh giá được sự tái phát của tổn thương. Chính vì vậy đối với những bệnh nhân như trên thì chỉ định sử dụng hàm bịt ở trong miệng là một phương án tối ưu. Và hàm bịt này thì có tính năng như thế nào? Nó đầu tiên là sẽ bịt lại tổn thương. Khi bịt lại tổn thương thì bệnh nhân sẽ có thể ăn uống và rất là dễ dàng, và phát âm cũng rất là dễ dàng. Bên cạnh đó thì hàm bịt có tính năng là có những cái răng ở trên khung hàm và có thể giúp cho bệnh nhân tái được cái cấu trúc về mặt mô cứng. Hàm bịt có cái biên giới nền hàm rất là cao, góp phần là gì ạ? Giải quyết được cái gì ạ? Là một phần nâng đỡ cái xương hàm trên đã bị mất đi và nâng đỡ cái cấu trúc ở bên ngoài mặt của bệnh nhân. Và đây là hình ảnh mà sau khi bệnh nhân đeo hàm bịt có tác dụng là gì ạ? Bịt tổn thương, giúp cho bệnh nhân ăn uống dễ hơn, không bị sặc và phát âm dễ, đồng thời là có răng của bệnh nhân. Và quan trọng nhất là gì ạ? Hàm bịt
bệnh nhân có thể tự tháo ra lắp vào và kiểm soát được là sự tái phát của ung thư trên nền diện cắt. Một trường hợp lâm sàng thứ hai là một bệnh nhân nữ đến với than phiền là ăn uống bị sặc. Bởi vì sao? Trong vòng miệng của bệnh nhân có một cái tổn thương, một cái lỗ thủng thông thương giữa vòng miệng và mất toàn bộ cái răng hàm trên ở bên phía bên trái. Và nhu cầu bệnh nhân là muốn bịt lại cái tổn thương này và đồng thời là có răng cho bệnh nhân, tái cấu trúc lại răng cho bệnh nhân. Thì một phương án được lên đó chính là gì ạ? Là cấy ghép implant để mà lưu giữ phục hình và làm một cái phục hình hàm bịt tháo lắp trên cái implant. Thì bệnh nhân đã được cấy một cái implant rất là dài ở vùng gò má, và sau khi mà bệnh nhân lành thương thì đã tiến hành làm một cái hàm bịt tháo lắp trên cái implant cho bệnh nhân. Đây là hình ảnh mà cái biên giới nền hàm rất là rộng để mục đích là che phủ được cái tổn thương, cái lỗ thông thương, đồng thời là có răng trên cung hàm kết nối với implant và kết nối với những răng bên cạnh. Hình ảnh cho bệnh nhân đeo trong miệng. Đây là hình ảnh, đây là một cái clip ngắn khi mà bệnh nhân có tổn thương và chưa được đeo phục hình, thì khi mà bệnh nhân thực hiện cái chức năng là súc miệng thì nước súc miệng sẽ tràn qua mũi. Và đây là hình ảnh sau khi đã đeo phục hình. Thì nước không còn tràn qua mũi nữa. Như vậy là phục hình đã hoàn toàn bịt kín được cái tổn thương và đồng thời là có răng cho bệnh nhân. Một ca bệnh lâm sàng tiếp theo là một cái phục hình ổ mắt. Bệnh nhân nam giới đã phẫu thuật cắt bỏ toàn hốc mắt trái, hốc mắt phải khoảng 20 năm rồi. Và bệnh nhân sống chung với cái tình trạng như này cũng 20 năm. Và sau khi biết được đến cái phục hình hàm mặt thì bệnh nhân có nhu cầu là gì? Là muốn tái cấu trúc lại phục hình, bởi vì bệnh nhân mong muốn là đeo một cái kính đen suốt dài 20 năm như vậy. Bệnh nhân được lên phương án là cấy ghép implant, sử dụng implant ở trong miệng để cấy ghép vào cái vùng mống mắt ngoài của bệnh nhân để giúp lưu giữ phục hình. Bên cạnh đó thì bệnh nhân cũng được sử dụng cái ứng dụng công nghệ 3D trong chế tạo ra cái miếng nhựa mà thực hiện trên công nghệ 3D, là bệnh nhân được quét mặt, đồng thời được chụp phim CT CBCT, và sau đó được thiết kế một cái bị phục hình giả bằng nhựa, và trên cái phục hình giả này thì có thể là sửa chữa trực tiếp, là sẽ sửa chữa cái phục hình giả sao cho cân đối đối với những cái cấu trúc xung quanh và cấu trúc lân cận. Và chính cái phục hình nhựa giả này là một cái tiền đề để thiết kế cái silicone. Và silicone này ở bệnh nhân là cái silicone mà chỉnh phải chỉnh sửa rất nhiều lần, vì là cái biên giới của silicone vẫn còn chưa được mỏng tối đa. Và cái nguyên tắc của cái phục hình ngoài mặt là gì ạ? Phải cái biên giới nền hàm phải thực sự là mỏng tối đa. Và đây là hình ảnh cuối cùng khi bệnh nhân đeo phục hình. Trước bên trái là hình ảnh trước bệnh nhân khi điều trị, và bên phải là sau khi bệnh nhân mang phục hình. Và bệnh nhân đã được ngụy trang bằng một cái kính, nhưng cái kính này cần phải to hơn một chút. Và cái lông mày của bệnh nhân được sử dụng là chính là gì ạ? Là tóc, lấy từ tóc của bệnh nhân để cấy vào cái miếng silicone. Một ca bệnh lâm sàng tiếp theo là cái bệnh lâm sàng dị tật tai nhỏ. Bệnh nhân có bị dị tật tai nhỏ và mong muốn đến để làm phục hình tai. Thì hiện tại thì trên thế giới và ở Việt Nam thì có hai phương pháp phục hình tai chính, đó là sử dụng sụn sườn để tạo hình tai. Bên cạnh đó thì có cái cấu trúc metpo để cũng tạo hình, để phục vụ cho mục đích là tạo hình tai. Thì ngoài hai phương pháp trên thì phương pháp phục hình hàm mặt thì cũng là một trong những phương án mà lựa chọn có cái tính giá trị đối với bệnh nhân, và bệnh nhân đã lựa chọn phương án phục hình hàm mặt để cái tái cấu trúc phục hồi tai phải cho bệnh nhân. Đầu tiên là bệnh nhân được lấy dấu ở bên tai trái là tai hoàn toàn bình thường của bệnh nhân, được đổ mẫu và được đổ khuôn. Bệnh nhân được lên kế hoạch cấy ghép implant để lưu giữ phục hình tai. Đây là cái tai nhỏ, và cái phần tai thừa này sẽ được cắt bỏ đi trong thì phẫu thuật. Bệnh nhân cũng được sản xuất một cái máng định vị với hai cái lỗ định vị, này là nơi vị trí xác định là implant nó sẽ cấy vào trong xương trũm.
và tai giả cũng được điêu khắc bằng trực tiếp bằng sáp sao cho đối xứng với tai bên còn lại. Ở thì phẫu thuật thì bệnh nhân được sử dụng cái miếng định vị, và trong thì phẫu thuật thì bệnh nhân được đặt hai cái implant ở vùng xương trũng để có thể là giúp lưu giữ phục hình tai sau này. Đây là cái hệ thống implant sử dụng ở trong miệng mà được ứng dụng ở bên ngoài mặt để giúp lưu giữ cái phục hình tai cho bệnh nhân. Và phục hình tai và cái hệ thống implant này thì được thiết kế bởi một cái mối nối thanh ba, và trên thanh ba này sẽ kết nối với cái tai giả silicon, và ở phía dưới tai giả silicon này sẽ được thiết kế một cái cấu trúc dạng clip để có thể gắn với cái thanh ba ở trên hai cái implant. Và đây là cái kết quả cuối cùng của bệnh nhân. Thì ở phía, nếu mà nhìn bên tay phải, ở phía tư thế là nhìn từ phía sau của bệnh nhân thì, và phía trước thì nhìn cái tai về chiều trên dưới thì tương đối là cân xứng, và cái màu sắc của silicone cũng tương đối là phù hợp với màu da của bệnh nhân. Và đây là cái clip mà khi mà bệnh nhân đeo tai giả và cho bệnh nhân thực hiện các động tác chức năng thì tai được lưu giữ ở trên cái implant rất là chắc chắn. Vâng, trên đây là toàn bộ cái sinh hoạt khoa học của khoa răng hàm mặt, xin báo cáo trước cái hội nghị. Vâng, em xin phép kết thúc bài báo cáo tới đây ạ. Em xin cảm ơn bác sĩ Anh Tuấn. Tôi các bạn đọc có một số câu hỏi bác gửi cho bác sĩ Tuấn. Thứ nhất là về cái việc mà dùng cái vật liệu giả này thì cái tỷ lệ nhiễm trùng thế nào so với những phương pháp kinh điển. Thưa thầy là không biết là phụ cái những implant này nó có thể dẫn, vì nó đã làm cấy vào trong cơ thể con người và có cái đường ra là cái chỗ bắt nối vít nối, thì cái tỷ lệ nhiễm trùng có cao không trong nghiên cứu của bản thân bác sĩ cũng như là của trên thế giới? Đối với cái phương án mà cái phương pháp mà phục hình tai bằng lưu giữ bằng implant thì bao giờ cũng có một cái tỷ lệ nhiễm trùng. Do vậy là gì, trước khi mà hướng dẫn bệnh nhân phục hình tai thì bao giờ cũng phải hướng dẫn bệnh nhân cái cách chăm sóc, cái cách chăm sóc đối với cái hệ thống lưu giữ bằng thanh ba và cách chăm sóc hàng ngày. Tại vì là bệnh nhân đeo cái phục hình này có thể tháo ra lắp vào hàng ngày, và sáng đeo vào và tối có thể là tháo ra để vệ sinh. Đồng thời là cũng sẽ phải nhờ người thân bằng cách là sử dụng những cái sát khuẩn để có thể giúp đỡ là gì ạ, làm vệ sinh cái xung quanh cái hệ thống kết nối với implant. Và đương nhiên sẽ có một cái tỷ lệ nhiễm trùng, và khi mà nhiễm trùng thì đương nhiên mình sẽ phải sử dụng những cái biện pháp tại chỗ hoặc là toàn thân để điều trị bệnh nhân. Vâng. Bác sĩ đã có trường hợp nào phải dỡ tháo đi chưa vì nhiễm trùng chưa? Dạ, hiện tại thì em chưa có trường hợp nào. Vâng, cảm ơn. Còn câu hỏi cuối cùng là vấn đề này, so sánh với cả giá thành thì cái này phương án của bác sĩ Anh Tuấn thì giá thành có đắt hơn không so với cả những cái phương pháp cũ kinh điển? Với cái dựng hình 3D này rồi dùng các vật liệu bằng nhựa này. Vâng, dạ, thưa thầy, vật liệu bằng silicone ạ. Silicone này thì có đắt tiền hơn không? Để mà so sánh thì thực ra em cũng chưa tìm hiểu cái về mức giá so với các phương pháp kinh điển. Tuy nhiên là thì để sản xuất ra cái tai silicone thực ra nó cũng rất là rẻ thôi ạ. Vì vật liệu silicone rất là có sẵn. Vâng, chủ yếu là công nghệ implant. 3D thì sao? Công nghệ in 3D. Công nghệ in 3D bây giờ thì hiện tại là ở Việt Nam cũng rất là phổ biến. Vâng. Và cái công nghệ về chụp phim CT thì ở viện mình rất là phổ biến rồi. Vâng. Thì còn có công nghệ quét mặt thì hiện tại bây giờ thì ở Hà Nội cũng có rất nhiều cái cơ sở tư nhân có thể là sử dụng quét mặt cho bệnh nhân được. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Xin góc hỏi các đầu cầu có câu hỏi nào dành cho bác sĩ Anh Tuấn không ạ? Vâng, nếu không câu hỏi nào thì chúng tôi xin chuyển sang phần 2 của chương trình.